Không không ra Mỹ Đình anh? Anh chưa biết nên là sáng mới biết đấy, để xem trưa đi về đấy sao. Đúng rồi, cũng đang dập dịch mà. Cũng đồng vui phết đấy, nhỏ nhỏ nó bao nhiêu? Dạ, cái cây xanh thì là 8 cân rưỡi. Mà ông kia phải cháu đâu. À thế à? À, có anh ở dưới này à? Đúng, phải cháu ở dưới này đấy. Xì ra. Đây chơi một xe, giờ này có vẻ à, có con thông đen nhỉ? Ờ, thông đen này là bao nhiêu đấy bác? Hả? Thông đen này bao nhiêu đấy? 28 triệu. Con này là con gì đây? Con đấy là nhót. Ồ, nhót gì mà lạ thế? Nhót bên Nhật luôn. Ồ, toàn hàng Nhật à? Con đấy thì bao nhiêu tiền? Ờ, con đấy là 5 triệu rưỡi. Nhót à? Hay nhỉ? Hả? Chị biết tên là gì? Dành dành nhót, hay đấy nhỉ? À đây dành dành đây à? Cho nên em sáng nay ông bác Tuấn vẫn gửi mà ừ, hay quá nhỉ? Rồi mà cũng hàng Nhật à? Đúng rồi. Hàng bền à? Hay đấy. Không lên nội trợ à? Mấy gì ra mà? Cái này ra kia rồi bay ngay. Ra Mỹ Đình. Đúng rồi. Đấy. Bên nó khát hàng nhỏ mà không có đâu. Không có. Chắc anh chở toàn hàng nhỏ anh bán, nhưng mà bên đó an ninh vất vả lắm. Thế và an ninh có vẻ đợt này có vẻ vất vả lắm. Hay quá nhỉ? Một đôi à? Một đôi. Có bộ 3 cây. Còn quả bé tí. Chiều nhỉ? Bé tí có đờn. Giống rồi. Nó cũng già. Già. Rồi xem tiếp con này. Chắc nó cũng hoa hiếc như của mình đấy nhỉ? Nó như mình luôn. Đây này, con bé tí. Bộ 3 này. Bà đây. Cái bé tí đấy. Đúng khoảng 5 phân. Con này là to nhỉ? Đúng rồi, con này là to, lá tròn. Hay quá nhỉ? Bộ 3 cây. Còn hàng bền về đây. Một con này là bao nhiêu anh nhỉ? 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi con. Đấy. Đấy. Trong lòng bàn tay, ngón tay thì chứ để bàn gì? Tay còn hàng Nhật đây. Bàn ngón tay. May đúng còn hàng Nhật. Hàng Nhật. Sô xin một size. Hay quá. Đấy, nhìn thấy cái chai nước. Đấy, chai nước. Này đấy. Ở Mỹ Đình ít cây bé ra đấy hay nhanh bay đấy. Rồi. Còn cây to, còn cây to. Đây. To. Còn cái cô ông này. Cái đồ này em dùng được. Đi chợ khó nhỉ. Yeah. Nâng đẳng cấp lên đi chứ. Hôm qua em ra là anh quanh là chưa có mấy cái hàng này đâu. Hàng kém. Hả? Hôm qua ra Mỹ Đình là hôm qua ra Mỹ Đình là chưa có mấy cái hàng chất lượng như này đâu. Thì quýt. Nhót Nhật hay nhỉ. Lá đúng như lá nhót mình, nó bạc bạc thế nhưng mà nó tròn hơn, lá đẹp hơn. Lá đẹp hơn. Đấy, cầm một trên tay. Nhót Nhật. Về để nghiên cứu tìm hiểu cây này nó như nào đấy. Nhót thì quá đẹp.
Đây, lá nó đẹp nhỉ. Đưa lá bên nhót. Bên mình còn đang ra hoa đâu mà mới hết. Ừ. Không được đậu quả nào do mình di chuyển bỏ trong vali thì nha, nó chịu. Xách tay à? Xách tay hai vali mà. Có những con dài tới 60 mà. Cái vali dài 80, cao 85 phân. Người nhà hay là anh sang tận nơi đấy? Anh sang tận nơi chứ. Ui à, hay quá. Tận nơi một tour 4 ngày 4 đêm là mời 4 ngày 4 đêm. Ôi hay quá. 6 mình chơi. Nhót Nhật. Đổi đã, đổi quậy hết đi, đổi đi. Đổi quậy, lấy cái gì nào. Không đen, không đen này trái, không đen này đúng là Nhật rồi, già văn già rồi. Trong có bốn cái đường đi. Này được này, chơi hay này. Chúng ta cho anh để bán được. Đúng rồi. Cao quá. Cái con này là như nào? Bao nhiêu? Con đấy con chạm tiền. Bao nhiêu? Hả? Bao nhiêu tiền? Con này có 1.500.000. Nghệ thuật. Chà Phúc Kiến. Alo. Kim quýt đây mà mặt sau của bông đen này. Dầm dày già đi. À, cái gốc nó ổn tí ra thì múc. Dạ, anh ơi, em 16 chắc anh tính em 15 năm nhưng tôi tính anh 15 năm. Già thì chứ. Giá của anh em đi ra chuẩn đó. Ngũ gia bì. Chà Phúc Kiến này hay này. Bán có đến mấy cây được không? Chà Phúc Kiến. Hai đồng rưỡi. Chà Phúc Kiến đồng rưỡi. Dành dành. Đấy. Quay. Hay nhỉ. Nhiều lắm. À rồi kia. Ngũ gia bì là bé tí. Ngũ gia bì. Đấy con rành rành ấy thì mấy tiền mà? Con đấy thì mấy tiền? À, anh em đang hỏi. Con ngoài 250, con trong 350. Sung quả. Đấy con này chắc 350. Dưới là 2 cây một cây. Cao là 2 cây. Lộc vừng à. Lộc vừng rồi đổ kinh chưa? Ngày xưa là gốc nó ở đây này, dễ nó bây giờ mới ra đến đây. Đấy.
Đấy, Lộc Bình. Đồ kịch tâm. Gia vị, những gia vị trồng trong nhà này tốt lắm. Rành rành. Chắc con này cũng đội cỡ 5 triệu. Không. Đấy, còn hàng thả nước, ôm đá thả nước này. Con này có cái nhà anh nhỉ, con này bao tiền? 8 triệu. Đá bé tí nhỉ. 8 triệu. Tám triệu à. Nhà đá. Tám triệu. Lá bé tí, dày. Đấy, mịn tít, chả có sẹo. Chả có sẹo xước gì cả. Dày. Dày, dày, răm dày mà nhỏ, rất già này. Cái rình rành cũng hay. Cái rình rành khá là hay. Đấy. Đấy, hôm nay là 18 đồng đây đúng không? 18 triệu. Lượt cao. À, con đấy bao tiền này? Lượt cao 11. Thế này thì cắm cọc ở Mỹ Đình thôi. Đây để cho đấy. Đấy, quả này. 18 đồng. Đẹp quá. Rất vô tư. Hết phần của mình chưa? Kế gần. Thế là về. Thế là về đâu? Lấy đâu về đâu? Kế gần này bây giờ là xanh này 5 triệu rưỡi. Loạt xanh kia nữa. Đấy, nói chung là hôm nay bác Trương là có cái mấy cái hàng Nhật hay, có cái cây thông đen, hai cái rành rành nhỏ và những cây rành rành ta nữa, và cây nhót rất là độc đáo. Đấy, các bác nhìn hot nhất một chợ Vạn Phúc này. Chẳng qua là hôm nay bác không biết ở bên Mỹ Đình đang có hội chợ nên là ra chợ Vạn Phúc. Chứ không khí chắc bác ra Mỹ Đình này. À, đây là cái gì đây? Cái roi. Cái roi. Đấy. Thì cây rất hay. Giá cũng không hề đắt, mai từ Nhật về mà. Rồi. Các bác xem cho sướng mắt nha. Ngoài chợ như này nó hot lắm rồi. Sang khu vực bên chỗ ông Hiển.